Thì nghe rớt ta. À, mà làm gì à? Dạ dạ em lâm tiền anh. Mà lâm tiền hả? Dạ. Biết tiền trong viên này là cần nhảy vào máy không? Ủa bây giờ anh ơi, thấy trước thấy sau không quan trọng ha. Cái này nói chung là ai làm được của người đó. Bây giờ nói chung là bây giờ mình chia đâu đâu, không chia đâu tao la này mà khó ai được. Giữ bình tĩnh nè. Bây giờ chia đâu đây? Rồi, ok. Em sẽ chia đôi, nhưng mà phải giữ bình tĩnh nhau. Rồi. Chia Tao đôi cũng không? thấy vậy. Không anh ơi, trong bóp em bây giờ còn 200 ngàn à. Còn 200 ngàn hả? Dạ, anh lấy đỡ em được thôi. Còn 200 lấy 200 này. Cha nội này ngu, ở trong bóp nè, tiền nhóc đây nè. Mà giả bộ mình nói còn 200 ngàn, đỡ tốn 50, gì mà cũng lấy nữa. Ông này em ngu thiệt. Anh ơi, Dạ dạ. hồi nãy em có làm gớt 500 ở đây nè, anh lụm phải không? Dạ dạ 500 vậy anh. Cho em xin lại tờ 500 đi. 500 ngàn. Gì mới đây lụm được 500, bây giờ tới ông nội nữa đi trời. Không, tiền nó của em á. Dạ. Em mới làm gớt em thấy quay lại thấy anh cầm á. Bây giờ nếu mà bây giờ em cho anh hỏi này không? Nếu mà tiền này của anh phải không? Giờ anh thế nào chứng minh cho em biết là tiền này của anh không? Số seri. Dạ, số seri. 1588 5585. 1588 5585. Đúng không anh? Cho em xin nha. Cảm ơn anh nhiều. Trời ơi trời, vậy là mất hết 200 đó trời. Đúng là tham được thâm được chứ. Trời ơi. Từ 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 từ.